Thì camera này có thể hoạt động không cần phải cắm nguồn, pin lên đến 10 ngày và nó sử dụng sim 4G tích hợp sẵn. Nhờ vậy có thể quay video và upload liên tục. Vậy cái camera này kiểu gì mà lại không hề giống những cái camera khác béo béo quay qua quay lại ở nhà nhỉ? Hôm nay tôi sẽ review cho các bạn biết cái sản phẩm camera đặc biệt này nha. Đây là một thiết bị đến từ Dotcom với mẫu là DA1. Thiết kế này thì đã có một vài model tôi đã review rồi. Nó rất là nhỏ gọn và các bạn đã thấy là phía sau mới là điểm đặc biệt. Trang bị ta là cổng sạc micro USB và đây cũng chính là cổng nguồn. Khi bạn cắm liên tục thì nó có thể sử dụng không giới hạn, đúng rồi. Nhưng khi mà mất điện hoặc tháo nguồn ra có thể sử dụng lên đến 10 ngày. Và nhờ cái khay cắm sim này nó cũng sẽ không quan tâm đến việc mất wifi để các bạn có thể thoải mái upload dữ liệu. Và cái này thì nó sẽ có lưu trữ đám mây không giới hạn, vì thế nên nó sẽ up liên tục. Hoặc các bạn cũng có thể có một cái thẻ nhớ micro USB để lưu trữ ở đây. Và do cả thiết bị này nó có 4G, vì thế nên các bạn thấy rằng là chúng ta có thể mang đi bất kỳ đâu, là một chiếc camera chống trộm, nhưng các bạn đồng thời sử dụng là camera theo dõi, như các bạn để xem con mình học tập mỗi khi bạn muốn, đúng không? Học xong rồi thì con ra chỗ vui chơi, các bạn lại di chuyển đến khu vực đó. Hoặc là các bạn có thể để trong bếp mỗi khi chúng ta muốn nấu ăn, chúng ta có thể theo dõi, vân vân. Nói chung là một chiếc camera an ninh mà lại di chuyển được, nó quá là tiện lợi. Và quay trở lại tiếp là con này chúng ta cũng có khá nhiều cái chức năng, ví dụ như là nó là camera hồng ngoại nhá, nhưng lại không phát ra ánh đèn như những loại khác. Vì thế nên mà người ta sẽ không hề biết mình đang bị theo dõi, như kể cả buổi tối các bạn theo dõi con mình trong phòng ngủ hay trộm vào nhà thì nó đâu có biết đâu. Tất nhiên là cái này chúng ta sẽ không có màu vì do nó là không có đèn mà nó chỉ ra hình ảnh đen trắng. Bên cạnh đấy, cảm biến chuyển động của con này thì rất là nhạy. Ngay khi phát hiện có chuyển động kể cả như là nuôi mèo này, nó sẽ chụp ảnh và gửi thông báo liên tiếp điện thoại các bạn đến khi các bạn mở ra để check. Đó, nên mà cái độ yên tâm về bảo mật của con này thì rất là ngon.